Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà Na Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Đức Tăng và sư sinh nhường mic cho rung. Và sa thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, là từ bi tiên phong ông bà pháp cứu kinh 6-403-402. Dạ cảm ơn cảm động cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì Nhật Bình kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Trạng Đông. Nhật Bình điểm nhanh nha. Xích Thi Na, Xích Nguyên Tịnh, Xích Đờ Men, Xích Hình Kiểm. Dạ kính mời bàn tay quý vị nhà xung phong đưa lên. Nhiều bàn tay xinh đẹp ở trong đạo tràng này, là cứ việc đưa tay thoải mái quý vị sắp hàng đi ngang. Nhà Đờ Men cứ sắp hàng đi rồi là sẽ cứ tới phiên mình là ông bài thôi, không có gì hết. Nhật Bình nói để có những vị mới vào trong cái room này không có biết, cứ không dám đưa tay, cứ đưa tay thoải mái nha quý vị. Nguyên Tịnh nè, đưa tay sắp hàng đi. Rồi, Đờ Men đưa tay là rớt mất trời. Và Sa Thú mời Trạng Đông mở hàng cho đắt đắt chút nghe Trạng Đông. Sa Thú chị Nhất Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 402. Yo duk khat sapacha na tit i the wa kha ya ma ta nu pan na pha rang quý sang yu tăng ta ma hằng pru mi ram ma năng. Yo duk khat sapacha na tit ý thề quá khá giá mát ta nù bàn na phà rằng quý sằng du tăng ta ma hằng thù mi bàm ma năng. Dù đúc khát sa pa cha na tí ý thề quá khá giá mát ta nù bàn na phà rằng quý sằng du tăng ta ma hằng thù mi bàm ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù đúc khát sa pa cha na tí ý thề quá khá giá mát ta nù bành na phà rằng quý sằng vô tằng ta ma hằng rù mi bàm ma năng. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Nguyên Tịnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Dạ con kính tri ân âm thanh. Dạ con kính tri ân chú Quách Tha Ná của Rằng Đông. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 402. Vô đúc khát sa pa na cha, không phải vô đúc khát sa pa cha na tí ý thề quá khá giá mát ta nô bà na pa rằng quý sằng vút tàng ta ma hằng pru mi ram ma năng. Ai từ trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo dukkha sa pa cha na ti
y thê qua khá gia ma ta nô pa na pa răng quỳ sang du tăng ta ma hằng bru mi ram ma năng. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu Bà La Môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân đạo tràng, kính chân Sức Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Sít Tì Na, con kính mời chú Quách Thá Ná, con kính mời đạo tràng. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, xá thú, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn cô Đu. À, cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn Trích Trạng Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Tina. Rồi, bây giờ Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tự Duyên xuất hiện rồi. Tina xuất hiện nhờ, mời quý vị trước nha. Dạ, kính mời. Dạ, một thầm này, Nam Mô Sam Khai Giá. Con thành kính đảnh chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Linh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý cận nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 402. Dạ, cảm ơn. Vô đúc khả pha Bà cha na ti thế hoa kha và mạt ta nô an na phang sa du ma hằng du mi ram ma năng vô đúc khả pha Bà cha na ti y thế hoa kha và ma ta hồ ban na pha răng ni sang du tăng tam ma hằng ru mi ra đúc bát chân na tí ít thề quá khai giám mát ta nô ban nắp phà răng vi sang vú tăng tám ma hằng rù mi rầm ma năng ai từ trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát ta gọi Bà La Môn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô đúc khá sá bá cha na tí ít thê quá khá giám mát tá nô bành nát phà răng quý sân vú tăng tá ma hằng rù mi trầm má năng. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát đứng đầu Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Sister Clement. Dạ. Alo. Dạ, con xin kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, xin kính chào quý vị đạo hữu. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 402. Vô đúc khá sá bá cha năng tí y thê quá khá giá mát ta nô bành ná phà răng quý sang dứt tăng tá má hằng phù mi rầm má năng. Ai từ trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô đúng khánh xa bà cha na ti thê hoa kha và mắt ta đô
bần na pha răng vì sang yết tăng tam hang phu mì rắm ma năng. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu La Môn, là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thu lành tay đờ mạnh. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room và con xin được kể kinh pháp cú số 402. Và có một sự cảm động thiền tịnh của cô tu nữ Tuệ Duyên cho biết nghe rõ. Yo do khát sa pa cha nhát na ti i the wa khaya mat ta no pan na pha rang vi sang yu tang ta ma hang phru mi pham ma nang. Yo do khát sa pa cha nhát ti i the wa khaya mat ta no bản na pha răng vi sang yu tang ta ma hang phru mi pham ma năng. Yo du khát sa pa cha na ti i the wa khaya man ta no bản na pha răng vi sang yu tang ta ma hang phru mi pham ma năng. Ai từ trên đời này, giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi bà La Môn, bản dịch Ngài Minh Châu. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng, xuống bên cầu, sống đời, giải thoát, đứng đầu bà La Môn, bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ, mến mời Sư Ta trần đạo tiếp theo. Chư tôn đức tăng kính lễ với bà với cô chú nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô chú nữ Tệ Duyên, chị Đăng Đăng, chị Nhật Quỳnh cho biết tiếng người nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 402 ạ. Yo do khai sa pa cha na ti i the wa khaya mata no na pa răng vì sang yết tăng ta ma hăng ru mì rắm ma năng. Yo do kha sa ba cha na ti i the wa kha ya ma ta no ba na pa răng vì sang yết tăng ta ma hăng ru mì rắm ma năng. Ai từ trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà La Môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo dukkha sa pa cha na ti i the wa khaya mata no panna pa rang vi sang yut tang ta ma hang ru mi dhamma nang. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu bà La Môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Na đã bắt bài. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sức Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ,
cô ấy mình đã ca ông bài chưa, và còn vị nào chưa ông bài thì kính mời bằng tay à. Dạ, mình nãy giờ có một việc một chút xíu nên không có được chú tâm trong rum lắm. Đại men trả bài chưa đây nè? Alo, xích đại men trả bài chưa? Dạ. Cậu ấy mình chưa, xích đại men trả bài chưa nguyên tình? Rồi, vậy xa thú quá. Dạ. Vậy chưa có ai đưa tay, và con xin được đáp ông bài câu pháp cú kinh số 402. Dạ, cảm ơn Vinh Bách Hành Á cho bài học. Yo dukkha sabbacana ti thề vat thamaptano bạn tháp hạ rằng vi sanh duyệt tăng tam hạng su mi sam ma năng. Ai tự trên đời này giác ngộ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà la môn. Và đây là bản chữ ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dầu đúc kha sa bà cha na ti y thê wa kha ya ma ta no bạn na pha răng vì sang vua tăng ta hăng su mi rằm ma năng. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ dứt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát đứng đầu bà la môn. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Kính chào Phật tử Hà Giang, kính chào học online. Ồ, mời Tô Thị Phụng. Tô Thị Phụng có trả bài không thì đưa bàn tay lên. Tô Thị Phụng, Tô Thị Phụng có trả bài không thì đưa bàn tay lên, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ nha. Alo, alo, Tô Thị Phụng có nghe Nhật Quỳnh không? Vậy là Tô Thị Phụng vào đạo tràng nhưng mà không có chức máy. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trần Đạo, Quynh Quát Thanh Á, Xích Đề Men, cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Nguyên Tịnh, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và con cũng thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã hoan hỷ tuyên phong ôn bài ngày hôm nay với chúng con. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng giải bài học ngày hôm nay từ vựng và duyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 403. Quỳnh cảm ơn Sức Thi Na nữa ha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Pha Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú A Ra Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận tư, được nên hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Về nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 403.
Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Một ngày lại trôi qua, một tuần cũng lại trôi qua, phải không? Mặc dù chúng ta học bao nhiêu năm trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà từ sáng đến giờ có mấy khoảnh khắc mà minh sanh khởi. Rất nhiều vô minh, phải không? Chúng ta luôn luôn quên về các pháp. Bổn phận của sư thì chỉ làm mỗi công việc đó thôi. Đó là luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân khẩu ý, tất cả các pháp đều sống không. Và chúng chỉ là duyên sanh, không phải là một con người, không phải là một ai đó, không phải là một đồ vật nào đó, mà chúng chỉ là những tính chất. Nếu như chúng ta chịu khó lắng nghe, chúng ta hãy cứ bắt đầu về cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ lầm ra mối duyên sanh và chấm dứt mọi khổ đau ở đây. Tất cả mọi thần thông thắng trí ở trên đời này đều không giải quyết được sanh tử. Chỉ có con đường bát chánh đạo Đức Phật dạy thì mới chấm dứt tử sanh mà thôi. Và Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta về cái thấy, cái nghe. Chúng rất là thật, nhưng mà rất dễ quên, phải không? Và chúng ta thấy đó, một ngày thì chúng ta dường như là thấy từ sáng đến chiều, nhưng khoảnh khắc thấy rất là ít. Và khoảnh khắc suy nghĩ thì rất là nhiều, nhiều vô số kể, và đa phần suy nghĩ trong vô minh. Và chúng ta hãy thức tỉnh lên trong những thực tại này, thì chúng ta sẽ thấy mọi khoảnh khắc của pháp hữu vi đều là khổ hết, và chúng ta sẽ thấy được chân đế của khổ. Và khi thấy chân đế của khổ thì chúng ta cũng biết được nguyên nhân là chính do tham ái dính mắc vào những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta sẽ phát triển được cái con đường trí tuệ, mà ngay thực tại này chúng ta sẽ dần dần sẽ tiệm cận được vào với thực tại. Chúng ta rất là xa với thực tại. Vì sao? Nhưng mà chúng ta này chỉ có thực tại thôi, vì đó là vô minh. Vô minh nó làm đẩy xa chúng ta ra, không cho chúng ta tiệm, không có cho trí tuệ nó tiệm cận vào những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm này. Và chúng ta cứ chạy miệt mài với câu chuyện của nó. Do đó chúng ta cần phải học hiểu rất rõ về giáo pháp. Và giáo pháp này không phải để cho chúng ta làm bất cứ một điều gì, chỉ có nghe và phát triển hiểu biết lời Đức Phật dạy. Bất cứ mà các bạn có một ý đồ gì đó đều có ý niệm về ngã hết. Và pháp nó đã sanh khởi ở đó rồi, không có ai có thể thay đổi được cái bản chất của nó. Ví dụ như là cái nhãn xúc mà nó làm duyên cho thọ u, thì chỉ có tâm sân nó sanh khởi ở đó, chứ không thể có tâm tham, không thể có tâm si, mà cũng không thể có tà kiến, mà cũng không thể có trí tuệ ở đó, mà lúc đó là có tâm sân. Như vậy thì thọ u đó cũng có thể có chánh niệm để biết được nó, cũng có thể có hiểu biết, biết được tâm sân ở đó. Và các pháp nó đã hiện khởi với đúng cái thực tại của nó. Và chúng ta chỉ cần hiểu biết thật đúng về pháp thì mọi khổ đau có thể được giải quyết. Còn nếu không là như vậy thì tất cả những gì chúng ta học giáo pháp của Đức Phật đều vô nghĩa cả. Và rất cần chúng ta cần phải quay đi quay lại, nghe đi nghe lại, lúc nào cũng về cái điểm khởi đầu của thực tại này, để chúng ta nắm thật rõ về thực tại. Đó chính là cái mấu chốt để ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta bỏ qua những cái này thì chúng ta sẽ đi vào những cái con đường của vô minh, chúng dắt chúng ta đi rất nguy hiểm, mặc dù chúng ta học hiểu giáo pháp của Đức Phật. Do vậy trước khi bài pháp, chúng tôi xin nhắc đến quý vị, và quý vị không cần phải trông chờ ngày mai, không cần phải trông chờ kiếp sau. Ngày mai cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm,
suy nghĩ, các cảm thọ sanh khởi. Do đó mà chúng ta luôn luôn hãy về với hiện tại. Về với hiện tại chính là chúng ta hay biết được. Và hiện tại, chỉ có hiện tại mới là đối tượng của trí tuệ mà thôi. Còn tất cả những cái phương pháp, những cái hình thức nào đó, thì tất cả những cái điều đó đều đi ra ngoài lời dạy của Đức Phật. Rất là khó, nhưng mà chúng ta cần phải nắm bắt thật vững chắc để chúng ta không còn quên với thực tại nữa. Thì con đường bát chánh đạo chắc chắn sẽ hiện khởi nơi tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta hiểu đúng. Và lúc đó cuộc sống của chúng ta rất là nhẹ nhàng, thanh thản, và không còn chấp trước bất cứ một điều gì. Đó là giáo pháp của Đức Phật luôn luôn mang đến cho chúng ta biết, để chúng ta biết được Đức Phật là ai, Đức Thế Tôn của chúng ta tối thượng như thế nào. Trước khi bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Arahang sammaha sambuddho phagava buddhang phagavantang afivadeemi swakkhato phagavata thammo thammang lammasami suppatipanno phagavato savakasangho sanghang lammasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ có những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy mới được giác ngộ, được sự an lạc đời này đời giao đời sau và chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành theo dòng nghiệp lực trong luân hồi sanh tử, và nhất là thành tựu được chánh chí kiến, thành tựu được ba la mật và liễu chi, được lý tứ thánh đế và chấm dứt khổ tự sanh luân hồi. Phước lành đã đành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân Atula, diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đấu Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và thật nhiều người chứng đắc được đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bụt Thà nhé. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 403. Con xin đọc một lần ạ. Gâm phi rác banh nhăn mê tha huynh mắc ga mắc gắt sát cô quý đăng át tắc mắt thăm bắt tăng tá má hằng ru mí râm mạ năng. Người có trí tuệ thâm sâu, có trí rành rẽ về đạo lộ và không phải là đạo lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Như vậy, Đức Phật đã nói rõ ràng trong thân tâm của tất cả chúng sanh phàm phu đều có hai con đường. Con đường chánh đạo và con đường tà đạo. Con đường chánh đạo cũng do duyên khởi, mà con đường tà đạo cũng do duyên khởi. Duyên khởi của con đường chánh đạo chính là được nghe chánh pháp và yoniso, khéo như lý tác ý với pháp đang hiện khởi, thấy rõ được các đặc tính của chúng là vô thường, khổ và vô ngã.
và cũng là vô minh do không thấy được sự khổ và chấp vào thân tâm này là của tôi và tạo các cái nghiệp sanh tử luân hồi. Chúng ta cần phải biết như vậy. Và luôn luôn trong đời sống của chúng ta hàng ngày vô minh rất là nhiều, nhiều vô cùng. Và người ta nghĩ rằng tôi phải đi làm cái gì, tôi phải tu tập một cái gì đó để hết vô minh. Nhưng đó là quá sai lầm. Mà chỉ khi nào pháp sanh khởi, ở đâu biết ngay, biết đặng, do nghe được diệu pháp mà Đức Phật dạy, thì minh sẽ sanh khởi. Như vậy rất khó phải không? Rất khó để mà chúng ta tiệm cận được với thực tại. Muốn tiệm cận được với thực tại, chúng ta cần phải nghe pháp và hiểu pháp thật là đúng lời Đức Phật dạy. Pháp luôn luôn sanh diệt, vô thường và thay đổi. Làm sao chúng ta lại ép mình vào một cái thế nào đó để hiểu được pháp? Điều đó là không thể. Mà chúng ta nghe pháp và do nghe, do khéo thắc ý mà chúng ta nhận ra được những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm sống hàng ngày là những cái thế giới riêng biệt của các pháp, mà không có một ai nếm, không có một ai ngửi, không có một ai nghe, không có một ai thấy, không có một ai suy nghĩ, mà chỉ có cái thấy, thấy đối tượng thị giác, cái nghe, nghe âm thanh. Khi có cái nghe đang nghe âm thanh thì không có cái thấy. Khi có cái nếm đang nếm vị thì không có cái thấy, không có cái nghe. Như vậy, cái thấy thì không thể biết được nhãn căn. Cái thấy cũng không biết được thọ, tưởng, hành. Cái thấy cũng không biết được nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Cái thấy chỉ biết được đối tượng thị giác ở ngay đó xuất hiện và liền biến mất và không bao giờ sanh trở lại. Cái thấy của ngày hôm nay không phải là cái thấy của ngày hôm qua. Cái thấy của khoảnh khắc trước không phải là cái thấy của khoảnh khắc này. Như vậy không có một tự ngã, không có một ai đạt được cái thấy. Đó chính là diệu pháp mà Đức Phật với trí tuệ thù thắng đặc biệt của bậc toàn giác nên chúng ta mới được nghe và được dần dần chúng ta mới được liễu chi về các pháp. Nếu Đức Phật không giảng giải về những cái điều này trong bài kinh chuyển pháp luân thì chúng ta sẽ mãi mãi chìm trong vô minh và đau khổ. Do đó chúng ta cần phải dựng lại, hiểu đúng về những gì Đức Phật dạy để xứng đáng là con của Ngài, mới được gọi là người trí tuệ thâm sâu, có trí rạch rẽ về đạo lộ và không phải đạo lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ta bị gọi là vị Bà La Môn. Đừng có sợ tham sân si thì nó sanh khởi bởi duyên của nó. Chúng ta cố tình hiểu nó thì đó không phải là pháp, đó là tham. Và không có gì phải lo lắng cả. Nếu như không có hiểu biết thì nó cũng sanh lên và nó đã diệt rồi. Và chúng ta lại tiếp tục nghe lại, nghe lại. Dần dần chúng ta sẽ nhận diện từng chút một về các pháp. Để chúng ta thấy chúng thật sự là vô ngã. Không còn con đường nào khác. Pháp hành không phải là chúng ta ngồi nhắm mắt lại để trở thành một vị Phật trong cái tư thế đó được. Mà pháp hành cần phải thông qua cái sự nghe về pháp học một cách vô cùng đúng đắn từ các bậc hiền trí. Đã nói cho chúng ta biết
về các thực tại sanh khởi bởi các duyên của chúng và rồi diệt đi. Và chỉ có như vậy chúng ta mới khéo như lý tác ý, để thấy, để biết như thật, để không còn nghi ngờ là cái thấy này là tôi thấy nữa, và không còn nghi ngờ là cái thấy của khoảnh khắc trước với khoảnh khắc này là một nữa. Để không còn nghi ngờ cái thấy là ở trong tối chứ không phải là ở ánh sáng. Và để không còn nghi ngờ thì đối tượng thị giác mới có ánh sáng, còn tất cả những đối tượng khác và tất cả tâm đều nằm trong bóng tối hết. Chỉ có mỗi một căn môn, khi sắc pháp in dấu vào nhãn căn thì cái thấy mới sanh khởi. Và cái thấy cũng sanh ở trong tối. Và chính vì cái ánh sáng làm cho đối tượng thị giác được hiện khởi, và cái thấy thấy được, và chúng ta rất dễ lầm tưởng là con người này, con người kia. Nhưng thực tế không có ai cả. Chúng hoàn toàn chỉ là các cái thực tại hữu vi, vô thường và biến hoại. Điều này rất khó. Nếu mà chúng ta không có nghe đúng thì luôn luôn chúng ta sẽ bị cái khái niệm và ý niệm về ngã, không thể nào mà chúng ta hiểu được giáo pháp một cách đúng đắn được. Đó là cái ý nghĩa mà cái người trí tuệ thâm sâu, có trí rành rẽ về đạo lộ và không phải đạo lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, ta gọi vị Bà La Môn, tức là vị A-La-Hán đã tuyệt diệt hoàn toàn các lậu hoặc đối với năm uẩn. Cái từ Khamphi-ra-panyang Metawin Ga Makassat Covid Covid đăng Găm phi thì chúng ta biết rồi, găm phi là cái sự sâu thẳm, cái sự sâu thẳm. Bình nhân, bình nhá, bình nhá đó chỉ cho trí tuệ, chỉ cho trí tuệ. Và trí tuệ ở đây chính là trí tuệ về tứ thánh đế đối với bậc A La Hán đã tuyệt diệt tất cả mọi cái lẫn khuất tham sân si ở trong các cái thực tại danh sắc, thấy nghe ngửi nếm đủ xúc chạm. Găm phi ra thì chúng ta biết găm phi ra panh panh là một cái nhóm từ nam tánh, ở đây chia theo đối cách, đây chỉ cho người có được trí tuệ thâm sâu. Vậy người nào là người có được trí tuệ thâm sâu? Những người mà hiểu biết được tứ niệm xứ và tứ thánh đế mà Đức Phật dạy, thì người đó trước sau gì tuệ cũng đi đến thâm sâu. Còn những người phàm phu thì họ cũng có trí tuệ về mọi mặt trong xã hội, về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà trí tuệ đó không được gọi là thâm sâu, bởi vì trí tuệ đó không diệt trừ được tất cả các lậu hoặc phiền não. Như vậy thì chỉ có những người con xuất sắc của Ngài á, với ba la mật đầy đủ, với nhiều đời nhiều kiếp nghe giáo pháp, bồi bổ các ba la mật và tiến vào cái đạo lộ của các bậc thánh nhân, đi trên con đường tứ niệm xứ đó, thì mới gọi là thâm sâu mà thôi. Và chúng ta không thể tạo ra được trí tuệ. Hãy nhớ một điều, chúng ta không có thể cách nào tạo ra được trí tuệ. Trí tuệ hoàn toàn vô ngã và do duyên của chúng. Ngay kể cả Đức Phật cũng không tạo ra được trí tuệ, chẳng qua chỉ là các duyên đầy đủ. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Trí tuệ của chúng ta ở tầm mức này thì nó chỉ là tầm mức này.
Và nó có được phát triển nữa hay không, nó vẫn tùy thuộc vào duyên đúng đắn của nó. Và thường thì chúng ta đi tìm một cái cách nào đó để cho trí tuệ sanh khởi. Đó không phải là trí tuệ. Và cái đối tượng của trí tuệ thâm sâu chỉ là những đặc tính của các thực tại. Ngoài các đặc tính của các thực tại ra thì không thể có trí tuệ thâm sâu được. Kể cả lúc đó là vô minh, lúc đó là tham, trí tuệ vẫn có thể biết được tường tận những cái pháp đó. Nếu mà trí tuệ không biết được thì làm sao biết được tham nó có đặc tính này, dính mắc như thế này, tà kiến nó có cái chừng như thế này, vô minh nó có như thế này, hay là cái thấy tại sao nó khác cái nghe. Chính vì trí tuệ biết được tất cả các tính chất, và không có ai lừa được trí tuệ cả. Nhớ, chỉ có vô minh lừa vô minh thôi, chứ còn không, trên đời này không có ai lừa được trí tuệ. Bởi vậy cái người nào khi mà có được trí tuệ thì đời sống của họ là vô cùng chân thật. Và họ sống một đời sống vô cùng kham nhẫn. Họ biết được cái cách tích lũy của trí tuệ đó chỉ từng chút một, qua nhiều đời, nhiều kiếp. Và họ không có đi tìm cầu bất cứ cái gì ngoài giáo pháp này. Họ nghe, họ nghiên cứu, họ thẩm sát từng chút một lời Đức Phật dạy, và nghe các bậc hiền trí giảng dạy đúng đắn về con đường bát chánh đạo mà thôi. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái nhân của nó. Gamvira là cái sự sâu kín, thâm sâu. Vậy trí tuệ nó cũng hình thành rất là bí mật ở trong tối, phải không? Vô minh nó cũng vậy. Từ Panya là cái danh từ nữ tánh chỉ cho trí tuệ. Cái đặc tính của trí tuệ là hiểu biết, là xả ly. Từ Metawin là từ Metawin, là một cái danh từ nam tánh chia theo đối cách, chỉ cho bậc có trí. Bậc có trí ở đây chính là những cái bậc nào đã thực sự thông hiểu pháp học, làm duyên cho pháp hành, và đã thấy được những cái thực tại trong đời sống hàng ngày là vô ngã. Thì đó được gọi là bậc trí. Và đi sâu hơn nữa, thì các bậc trí tuệ đó đã thanh lọc được tất cả những cái vô minh tham ái chấp thủ. Từ mắt ga mắt khách xá, mắt gá á mắt gá, là một cái nhóm từ nam tánh chia theo sở thuộc cách, là của đạo lộ và không đạo lộ. Như vậy thì chúng ta không phát triển được con đường bát chánh đạo thì con đường bát tà đạo luôn luôn có mặt trong đời sống của ta. Và con đường bát tà đạo này nếu mà chúng ta khéo nhận biết, khi chúng ta biết được con đường bát chánh đạo thì chúng ta sẽ rất dễ nhận biết được những cái người nào, kể cả sống ở trong giáo pháp, là một ai đó, thì cái cách cư xử, cái cách trong đời sống, nhất là cái thân hành của họ là không được tốt đẹp. Cái giới hạnh của họ là không được bảo vệ. Điều đó là chắc chắn. Mắt gá là một cái danh từ nam tánh, là con đường hay là đạo lộ.
từ Amagga là danh từ nam tánh, là không phải đạo lộ. Như vậy đạo lộ chính là chánh kiến, và không phải đạo lộ chính là tà kiến. Tiếp động ngữ á là không. Câu ý đăng là câu ý đá, là một cái tính từ nam tánh chia theo đối cách, là người thấu hiểu rành rẽ. Người thấu hiểu rành rẽ về cái gì? Người thấu hiểu rành rẽ về thế giới này chỉ có năm uẩn. Năm uẩn bị chấp thủ, hay là thấu hiểu về thế giới của danh và sắc là vô thường, khổ, vô ngã, và đạt đến pháp vô vi. Để người thấu hiểu gì nữa? Người thấu hiểu được cái nghe là khổ, cái thấy là khổ, cái ngửi là khổ, nếm là khổ, cái xúc chạm là khổ. Cái gì mà nó sanh lên là khổ. Bất cứ cái gì sanh lên cũng là khổ, kể cả trí tuệ sanh lên cũng khổ. Vì trí tuệ sanh lên chúng diệt đi, chúng cũng vô thường. Và chúng ta tu tập, chúng ta còn mong cả trí tuệ nữa, có được trí tuệ nữa. Chỉ khi nào chúng ta hiểu tất cả mọi pháp đều là vô ngã, chỉ tùy thuộc vào duyên chúng sanh lên. Chúng ta thấy như vậy, nhưng mà không dễ gì mà chúng ta chấp nhận được điều đó. Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái pháp thực tại từng chút một, thì lúc này chúng ta mới thấy được giá trị trí tuệ và lời Đức Phật dạy mà thôi. Còn chúng ta có làm hình thức nào đi chăng nữa thì đều bị vô minh và tà kiến nó bao phủ hết. Bao phủ hết. Rồi cái Uttamattham là Uttama cộng với Attha, là một cái nhóm từ trung tánh và chia theo chủ cách, là mục đích tối thượng. Mục đích tối thượng của người con Phật là gì? Đó là Niết Bàn. Niết Bàn nằm không phải là cõi này hay cõi kia. Niết Bàn là một trạng thái gì? Là một trạng thái không có gì sanh cả. Uttama là một cái tính từ tối thượng, hay là cũng gọi là giải thoát. Attha là một cái danh từ trung tâm, là mục đích. Mục đích. Như vậy thường thì chúng ta ước ao cái mục đích, nhưng mà chúng ta lại không biết cái điểm đưa đến mục đích đó là gì. Vậy chúng ta muốn đạt được Niết Bàn thì trước nhất chúng ta phải hiểu được pháp hữu vi. Và pháp hữu vi nó ở đâu, thưa quý vị? Cái khổ nó ở đâu? Cái khổ nó có mặt trong mọi khoảnh khắc đời sống của chúng ta. Ngũ uẩn nó ở đâu? Thấy là uẩn, cái được thấy là uẩn. Danh sắc nó ở đâu? Cái thấy là danh, cái được thấy là sắc. Xứ nó ở đâu? Cái thấy là nhãn xứ, cái được thấy là sắc xứ. Giới nó ở đâu? Cái thấy nó là giới, cái được thấy là giới. Quyền nó ở đâu? Nó không ngoài sáu cái căn này đâu.
Và chúng ta thử suy xét thật kỹ lời Đức Phật dạy xem có phải là cái thấy chính là khổ đau không? Và chúng ta có ước ao, có mong muốn, có khát khao, có tham ái đối với cái được thấy hay không? Cái được nghe hay không? Cái được ngửi hay không? Nhưng mà khi chúng ta hiểu được ra cái được thấy nó chỉ là một sắc pháp ở trên một cái tứ đại là cây cối hay là một cái thân hôi thối nào đó, chúng là vô tri vô giác, thì thực sự thì tham ái nó có mặt hay không? Khi mà tuệ nó đã thấy thì tham ái nó không có mặt, mà như nó thấy được cái bản chất. Như vậy thì chúng ta thấy pháp học nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà có học đúng nó hay không để dẫn tới nhiễu chi được các pháp. Và ai có thể ngồi một cái gì đó để mà hiểu giáo pháp của Đức Phật? Chẳng qua họ chỉ nói theo một chút tư tưởng đó thôi. Giáo pháp của Đức Phật là vô cùng thâm sâu. Nhớ như vậy, chỉ có những ai thật sự vững chắc với pháp học đối với Đức Phật, nghe cho kỹ thì đạo lộ nó mới sanh khởi. Còn những người chỉ đi theo người khác, ai biểu cái gì làm cái đó đó, thì không thể nào mà ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu. Và chắc chắn rồi, pháp học làm duyên cho pháp hành. Pháp hành thì có đạt được pháp hành không? Nếu mà chúng ta bỏ qua cái điều đó đó thì rất là tai hại. Cái từ nữa là anúc bát tăng, anú cộng với bá, căn của nó căn áp. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ thuộc về lam tánh, chia theo đối cách là đã đạt đến, đã đạt đến. Tiếp đầu ngữ á nú là gần kề hay là theo sau hả? Tiếp đầu ngữ bá là hướng về. Từ cái chi nhấn mạnh gọi là tamahang rumi ramanang. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Như vậy là những ai đi trên con đường tứ niệm xứ, dầu chưa có chứng đạo quả thì trước sau gì cũng chứng đạo quả. Và chắc chắn một người đi được tứ niệm xứ rồi thì không có cái gì mà họ quan tâm nữa ngoài những cái thực tại hiện tiền trong đời sống. Tại vì chúng ta chưa hiểu pháp nên là chúng ta không có gắn bó thôi. Nếu còn khi mà trí tuệ nó sanh khởi được với tứ niệm xứ Đức Phật rồi thì trước sau gì người đó cũng làm con của Ngài, trước sau gì cũng trở thành Bà La Môn. Điều đó là tuyệt đối. Pháp là như vậy đó. Bởi vì chính Đức Phật đã khám phá và chính cái pháp này dắt Ngài đến trở thành bậc toàn giác. Chứ không phải Ngài muốn mà được. Nhớ như vậy. Do vậy Ngài là bậc tối thượng, Ngài bố thí trí tuệ cho chúng ta. Ngài là bậc bố thí tối thượng. Bây giờ chúng ta là con của Ngài, chúng ta cũng phải học và bố thí cái pháp tối thượng này. Người trí tuệ thâm sâu, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đức tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này được Đức Thế Tôn khi mà Ngài ngự tại Gích Chắc Cú Tá
Và Ngài đề cập đến trưởng lão Khê Ma, trưởng lão Ly Khê Ma, và thuyết lên cái pháp thoại này. Và nghe nói rằng là một lần nọ đó, thì Đức Thiên Vương Đế Thích đó, cùng với chư thiên tùy tùng, và đi đến ý kiến Đức Thế Tôn vào cuối canh đầu. Và sau khi đến đảnh lễ bậc đạo sư rồi thì cùng với thiên chúng ngồi vào một bên. Và bây giờ Tỳ Khu Ly Khê Ma mới suy nghĩ rằng ta sẽ đến để ý kiến bậc đạo sư. Và trưởng lão Ly đi đến đứng ở trên hư không. Và khi đó thì thấy thiên chúng đang tụ hội quanh Đức Thế Tôn, và trưởng lão Ly Khê Ma đảnh lễ Đức Thế Tôn xong thì quay về chỗ ngủ của mình. Và Đức Thiên Vương thấy trưởng lão Ly Khê Ma mới hỏi nè, bạch Thế Tôn, vị nữ Ly ấy là ai? Đứng ở trên hư không, đảnh lễ Ngài rồi quay về. Này Thiên Vương, đó là Tỳ Khu Ly Khê Ma, con gái của Như Lai, có nhiều trí tuệ và thấu hiểu được đạo và phi đạo. Rồi ngoài Ngài, rồi Ngài nói lên cái kệ ngôn, người trí tuệ thâm sâu, khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đức tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Và ở đây chú giải thì Ngài giải thích là Gamphi Rappanya, là người có trí tuệ thâm sâu, biết rõ được diễn tiến của các pháp, như là uẩn, là xứ, là giới, là đế, vân vân. Là người có trí tuệ sáng chói trong pháp, gọi là người thấu hiểu đạo và phi đạo. Tức là biết rõ đây là đường dẫn đến Niết Bàn, đây là đạo, đây là phi đạo. Người đã thành đạt được lợi ích tối thượng, tức là A-la-hán, người ấy Như Lai gọi là Bà-la-môn. Và đây Ngài cận đề là Lữ Thánh Ly, Nữ Thánh Thinh Văn, tên Khê Ma, đầu hôm về đảnh lễ Phật Đà, Thiên Vương mới gặp, chưa quen mặt. Bà ấy là ai, thấy lạ xa, Phật rằng lậu tầng ấy con ta, đã chứng đạo, phi đạo sâu xa, là bậc Bà Na Môn vô thượng, biết rằng giải thoát với Ma Gia. Đó là bài kệ mà chúng con xin đọc đến Chư Tăng và chúng tôi xin đọc đến quý vị. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị. Ngày rồi lại qua ngày, cuộc sống vô minh nên là chúng che lấp, làm cho chúng ta tưởng rằng cuộc sống ở thế gian này hay thế gian khác, ở cõi trời hay cõi người thật là tươi đẹp. Mặc dầu hằng ngày chúng ta thấy chiến tranh, chết chóc, nạn tai, hay là bên Myanmar cũng vậy. Bây giờ đảo chính, người biểu tình, Chư Tăng cũng biểu tình, đói khổ, loạn lạc, máu chảy, đầu rơi. Và chúng ta thì cảm thấy xót thương, uất ức. Nhưng mà chúng ta có thấu hiểu rằng các phiền não nơi chúng ta vẫn còn nguyên. Cả những cái điều đó chỉ là các pháp do duyên chúng vận hành. Chúng ta nói về vô ngã, như thực sự chúng ta luôn luôn là chấp ngã.
đường hướng của thế gian muôn đời nào vậy? Pháp vô minh duyên hành nào vậy? Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cần phải thay đổi, cần phải thay đổi, cần phải thay đổi cho tốt đẹp, cần phải thay đổi cho tốt đẹp. Nhưng chúng ta không chịu hiểu chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Cái thấy sanh khởi từ sáng tới chiều, từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác, chúng ta cũng chưa hiểu một chút gì về chúng hết. Con dao mà chúng ta nhìn thấy họ mang đi chặt cây, đốn củi, thì tâm của chúng ta nhẹ nhàng lắm, tha mái nữa. Còn khi mà họ dọa, họ chém người, thì lúc này tâm của chúng ta vô cùng sợ hãi. Chúng ta có hiểu từng cái khoảnh khắc đó cũng là cái thấy, mà xúc nó duyên cho thọ này, xúc nó duyên cho thọ kia. Và những khoảnh khắc đó chúng ta có hiểu gì không? Không phải không? Ừ. Chúng ta rất là sợ chết, rất là sợ mất mát tài sản vật chất của cái con cái, bạn bè. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, những cái thực tại nó sanh khởi, nó mất đi suốt cả ngày, nó không bao giờ sanh lại. Chúng ta có khóc, có thương, có hiểu biết gì không? Không phải không? Ừ. Để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là thờ ơ với những thực tại trong đời sống hàng ngày. Thì biểu rằng có trí tuệ thâm sâu, thì trí tuệ thâm sâu bằng cách nào? Chúng ta ngồi thiền có tạo ra cái thấy được không? Có hiểu được cái thấy không? Hay là chỉ có trí tuệ, nghe lời Đức Phật dạy thì mới có thể có chánh niệm và hiểu được cái thấy? Nếu không có con mắt, người mù thì chắc chắn là không thể thấy được rồi. Lúc mơ mà chúng ta mơ thấy người này người kia, không phải là cái thấy đúng không? Mà chúng ta cũng tưởng là mình đang thấy vậy. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra thì chỉ là một giấc mơ đã diệt rồi. Thế còn cái thấy bây giờ thì sao? Cái thấy bây giờ nó có sanh liên tục trong đời sống hàng ngày không?
nó sanh rất là ít đó. Nó rất là nhiều khoảnh khắc đang xen vào nó. Chính vì vậy những thực tại nó cứ đang xen qua sáu căn này. Và khi mà chúng ta không nghe rõ về nó, không nắm bắt được nó, không nhắc về nó thì tưởng nó không nhớ về. Và chính cái tưởng không được nghe, không nhớ về những thực tại đó, nên là chánh niệm và trí tuệ không có mặt là vậy, chứ không có gì khác hết. Cái gì mà chúng ta nhớ về thì chúng ta sẽ biết về nó, giỏi về nó, hiểu về nó, thấu đạt về nó. Và khi cái thấy nó đang sống ở đó, có ai tạo ra nó được không? Không. Không ai chọn được đối tượng thị giác cho cái thấy cả. Con mắt nó cũng không chọn được đối tượng thị giác, đối tượng thị giác cũng không chọn được con mắt. Và cái thấy cũng hoàn toàn không chọn được cái được thấy. Do vậy cái thấy nó chỉ thấy đơn thuần đối tượng thị giác, và chúng không có thương, không có ghét, không có buồn, không có vui, không có giận hờn. Và chúng chỉ làm mỗi một chức năng để thấy thôi. Và chính vì nó làm mỗi một chức năng như vậy thì nó phải diệt đi thì mới có xúc, có tham, có sân, có si, hay là có hiểu biết được chứ. Như vậy không có vô thường thì cũng không có cái hiểu về vô thường. Nhưng mà người ta cứ hỏi rằng là tại sao mà chúng ta nghĩ rằng tại sao mà cứ thuyết về những cái đó. Xin thưa với các bạn, thế giới này không còn cái gì để chúng ta nói nữa. Nếu chúng ta nói ngoài những cái này, chúng ta đều nói về ảo tưởng, về những cái câu chuyện huyễn hoặc mà đã nhiều đời trầm luân sanh tử dựng lên trong ảo tưởng rồi. Liệu rằng có con người trong cái thấy hay không? Liệu rằng có tôi trong cái thấy không? Vậy thì những cái thấy hôm qua, những cái bóng ảnh ngày hôm qua nó diệt đi, vậy thì cái tôi nó đi đâu? Nó ở đâu? Không. Và cái thấy thì nó có thấy hoài được không? Không, nó chỉ thấy một đối tượng ở đó rồi nó lại biến mất. Và chính vì tứ đại nó có vô lượng màu, vô lượng cái sắc y sinh tùy theo những cái tứ đại. Và chính vì vậy mà nó có vô lượng cái thấy lên là mới có cái nghĩ là tôi thấy quyển sách, tôi thấy người đàn ông, tôi thấy người đàn bà, tôi thấy con chó, tôi thấy con mèo, tôi thấy bức tượng. Nhưng mà khi tôi thấy bức tượng đó không phải là cái thấy, đó là suy nghĩ về cái được thấy. Hai khoảnh khắc này đã khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta không hiểu được như vậy thì tham có thể được tận diệt không? Vô minh có thể được tận diệt không? Tà kiến có thể được tận diệt không? Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được. Do vậy, thế giới chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Thế giới chỉ có pháp thấy, chỉ có pháp nghe, pháp ngửi, pháp nếm, pháp xúc chạm, pháp suy nghĩ. Và không có cái tôi, không có con người nào. Ở đây cả.
Như vậy rõ ràng chúng tham ái với những sắc, thanh, hương, vị, xúc, chúng là vô chi vô giác. Chúng có tên là cuốn sách, quyển vở, chúng có tên là người yêu, người thương. Bức tượng này đẹp, bức tượng kia xấu. Khi mà chúng ta nhìn thấy bức tượng Phật thì lúc đó chúng ta thấy cái gì? Nếu như Đức Phật đang đứng ở bên chúng ta mà chúng ta thấy đây chỉ là đối tượng thị giác thôi đó, thì Đức Phật quý hơn gấp hạt. Đức Phật sẽ khen chúng ta là các con thật là tốt đẹp thay khi hiểu được lời Đức Như Lai rồi, được Đức Như Lai dạy. Chúng ta coi truyền hình, ở trong truyền hình có người không? Không chứ gì. Thì có bạn ra phố quý vị nhìn cũng vậy thôi, không có ai cả. Cái mà quý vị được nhìn trong truyền hình mà các bạn ra phố các bạn nhìn thì nó cũng y chang như, không có khác gì hết. Không có con người nào ở đâu trong mọi khoảnh khắc. Và lúc mà chúng ta thấy một cái màu của đối tượng thị giác á, thì cái màu đó nó che mất tứ đại, đúng không? Nên là chúng ta bị khái niệm về con người. Do đó mà cái thấy nó không thể thấy cái cứng cái mềm là vậy đó. Nó cần phải có một thực tại khác, một thế giới khác để kinh nghiệm cái cứng cái mềm này. Đó chính là thân thức. Và thân thức thì muôn đời chúng chỉ có si sinh khởi, chúng chỉ kinh nghiệm cái cứng và cái mềm, cái nóng và cái lạnh. Như vậy thì bây giờ có không? Có pháp đó không? Hàng ngày chúng ta luôn quên về nó, phải không? Khi xúc chạm chúng ta quên về nó. Khi chúng ta uống nước thì đó là thân thức hay là thiệt thức? Những pháp này có thâm sâu không ư? Nói thì để nói về nó không thôi nữa, là phải rất trình độ mới nói được. Chứ đừng có nói là chuyện mà kinh nghiệm được nó với tuệ giác nữa. Và chỉ có tuệ giác của tứ niệm xứ mới kinh nghiệm được những thứ này là vô thường, là vô ngã mà thôi. Còn pháp học chưa có đủ tuổi với nó. Quý vị thấy là chúng ta phải có rất nhiều ba la mật nữa mới tiệm cận được những cái thứ này trong đời sống hàng ngày. Mặc dầu nó sanh khởi suốt cả ngày, nhưng mà vô minh, tham ái, tà kiến nó che lấp hết. Nên chúng ta thấy thế giới ngoài kia không được nghe diệu pháp của Đức Phật, chính vì không nghe được điều này đó. Và Đức Phật, chỉ có Đức Phật như vậy. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó có phải là tôn giáo nào không? Tham, sân, si nó có phải là tôn giáo nào không? Không, không có chuyện đó. Đức Phật đã dạy rồi mà, pháp là thiết thực hiện tại, đến để thấy. Thì có phải là suốt cả ngày chúng ta chỉ vô minh, tham ái, dính mắc với cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái nếm, cái được xúc chạm mà thôi? Và có ai kiểm soát được điều gì không? Không thể, phải không ạ? Dù chúng ta có ngồi thiền đến rất cả bao nhiêu cái lưng quần ra trong cái chiếu thiền ở cả đời này đời khác, nếu như chúng ta không có hiểu biết đúng về các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày thì không có một con đường nào thoát ly sanh tử hết. Và nếu đã là hiểu biết rồi, đã là nhân trí tuệ rồi, thì trí tuệ nó có tự vun bồi cho hiểu biết hay không, hay là tôi vun bồi cho nó?
Không có chuyện đó. Chỉ có trí tuệ vun bồi cái con đường bát chánh ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Chỉ với hiểu biết đúng về khoảnh khắc này. Đặt niềm tin vào trí tuệ, vào pháp Đức Phật dạy là đặt niềm tin tối thượng. Chúng ta thử suy xét xem là có phải là sau những cái thấy nghe ngửi đếm được xúc chạm là vô minh tham ái dính mắc ganh tỳ tật đố sang tham bổn sẻn. Nó diễn hoạt hàng ngày, hàng giờ trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới của chúng sanh này, có đúng vậy không? Và cũng chính từ chỗ này mà bậc trí đã phát hiện ra những cái pháp này nó do duyên sanh. Và chính vì những cái sự đắp đổi của chúng quá nhanh nên là vô minh và tham ái tà kiến nó chói buộc. Chấp thủ cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Như vậy vô minh và tham ái tà kiến, nó là thức ăn cho sanh tử luân hồi, cho sanh già đau chết. Nó là sự trói buộc, nó là cách lậu hoặc, nó là cách chiềm phược. Và nó cần phải được là đối tượng của trí tuệ. Tham sân si tà kiến, nó nguy hiểm chỉ khi nào chúng là đối tượng của tham ái chấp thủ về ngã mà thôi. Còn nó là đối tượng của trí tuệ, được biết rõ từng cái khoảnh khắc của chúng sanh khởi, thì nó không tâm trí của chúng ta được nữa. Chỉ khi nào chúng ta biết được về các pháp một cách tường tận thì chúng ta mới biết được đâu là con đường phi đạo, đâu là con đường chánh đạo. Con đường phi đạo thì luôn luôn nó có cả thiện lẫn ác. Nhưng mà con đường chánh đạo đó thì nó không có thiện ác. Phải không? Khoảnh khắc nào thì cũng chỉ có thấy, hoặc là nghe, hoặc là ngửi, hoặc là đếm, hoặc là xúc, hoặc là chạm, hoặc là các cái cảm thọ, hoặc là suy nghĩ mà thôi. Và rồi chúng ta ngủ say,
Mà trong khi ngủ say thì chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới này, không có buồn vui giận hờn gì với ai cả. Chỉ khi nào cái thấy thức dậy thì tham sân si mới thức dậy, tà kiến mới thức dậy, chánh niệm trí tuệ mới thức dậy được thôi. Như vậy mỗi ngày chúng ta cần phải học và nghe diệu pháp của Đức Phật từng chút một, để hiểu về những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm này, để chúng ta biết đâu là khổ và đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là sự diệt khổ và đâu là con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng ta sanh ra có được cái gì không? Và khi chết đi chúng ta được cái gì? Không. Chúng ta sanh ra chỉ là một quả của nghiệp. Sanh ra làm người là quả của nghiệp thiện. Nhưng mà cái quả đó khi chúng ta ngủ, quả đó nó diệt từ lâu rồi. Như vậy chúng ta sanh ra nó đã chết từ lâu rồi. Chết từ lúc mà thuở ban sơ là. Vậy cái gì là ngã? Và khi chúng ta ngủ say, chúng ta có được hưởng cái quả thiện đó không? Hoàn toàn là không. Rồi là cái quả thiện mà chúng nó cho ra chỉ là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm vô nhân đó. Thì trong thân thức thì nó có một chút thọ lạc thôi. Còn cái kia nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức là thọ xả. Mà nó kinh nghiệm cái gì quý vị biết không? Nó về kinh nghiệm cái gì, nó cao xa, nó kinh nghiệm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất suốt cả ngày, suốt cả đời. Và chúng ta lầm tưởng là có tôi, có người này để yêu thương hay ghét bỏ. Nhưng mà không phải, chúng ta mãi mãi cô đơn về danh sắc nơi mình. Chúng chỉ sanh lên và diệt, không có một ai ở đây hết. Cả cái thế giới ngoài kia đang buồn, nhưng mà lúc đó cảm thọ của quý vị là cảm thọ hỷ. Đó chỉ là khoảnh khắc của một thế giới riêng ở đó và diệt mất. Và chúng ta thì quá nắm bắt vào những cái gì ở bên ngoài. Người ta khen, người ta chê. Chúng ta bị vô minh và tham ái trói buộc. Và chúng ta theo mọi hình thức. Chứ chúng ta có thực sự hiểu lời Đức Phật dạy không? Nếu chúng ta thực sự hiểu lời Đức Phật dạy thì chúng ta đâu có phá hủy giáo pháp của Đức Phật một cách mau chóng và tàn lụi, đúng không? Nếu chúng ta thực sự hiểu đúng, làm sao mà giới định tuệ này không sanh không an lạc cho được, phải không? Làm sao cần phải tạo ra cái phương pháp nào đó, một cái hành động nào đó, một cái môn phái nào đó. Phải không? Và chư Phật ba đời, từ quá khứ, hiện tại, vị lai đều chỉ thuyết về các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên diệt. Vì có ai tạo ra được chúng đâu mà chỉ có tà kiến thì chúng mới
mới sinh ra nhiều bệnh tật, nhiều vô minh thôi. Trong bài kinh chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy rất rõ, phải không? Thì các vị kheo, cái thấy là vô thường hay là thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Nghe là vô thường hay là thường? Rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta lơ đễnh về các pháp. Dạ, chưa sắp xong rồi. Như vậy trí tuệ sâu xa là trí tuệ như nào? Là chúng ta phải rành rẽ được uẩn xứ giới đế trong đời sống hàng ngày. Và uẩn không phải ở trên cuốn sách. Khi mà chúng ta nghe một âm thanh, đó là uẩn, đó là xứ, đó là giới, đó là đế. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta nếm vị, chúng ta phải biết rõ quẩn xứ giới đế của nó. Biết rõ được chỗ nào phi đạo của nó và chỗ chánh đạo của nó. Phi đạo là khi có tham sân si. Chánh đạo là có chánh niệm trí tuệ, biết rõ được cái thực tại này sanh khởi bởi duyên này và diệt duyên này. Và xả ly chúng. Đó được gọi là người có trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo phi đạo. Chứng đạt đức vô thượng ta gọi Bà La Môn. Thời pháp đến đây chắc vừa phải lẽ rồi. Và chúng con chỉ nói về cái con đường còn đạo lộ chúng ta biết nè. Chúng ta cái sự mà chúng ta đạt đến bậc A-la-hán như là Tỳ Khu Khê Ma này, thì các ngài đã đạt đến cái đó rồi mà mình không có, mình chưa có, con đường đi của mình nó chưa thật vững chú. Thì mình chỉ nói trong cái phạm vi câu kệ thôi, còn mình chia sẻ những cái gì nó rất là thực trong đời sống hàng ngày để chúng ta phát triển được cái trí tuệ về con đường này mà Đức Phật dạy. Thì trước sau là chúng ta cũng trở thành Bà La Môn giống như các ngài thuở xưa. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Công nguyện phước báo này là nhân là duyên, thành tựu ba năm mật, thành tựu trí tuệ, chứng đắc tứ thánh đế, tứ thánh đạo, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng trong chánh pháp. Nam mô Thà Giá. Dạ, sa thu lành thầy, kính chi anh đại đức. Tự nhiên đã thích là kinh pháp cú số 403. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hành từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Dạ, không biết đại đức minh hành có chiếc máy không ạ? Alo. Nếu đại đức em minh hành có chiếc máy, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hành chúc phúc cho rung ạ. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, con kính nhất cung thỉnh cả thượng tọa tề quyền ạ. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy, giáo quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng tôi có nghe nói qua là về Đức Từ Nhẫn giảng, tôi đã nghe từ đầu đến đuôi. Thì thành thật mà nói thì quý vị, mỗi người nó có một cái cách làm việc riêng. Thí dụ giờ sư có cách thích giải, thích nghĩa của sư, nó mang tính giải về cái lý trước, rồi sư thích nghĩa, sư đi vào chi tiết cái nghĩa đó cũng là cái điều hay. Tôi nghĩ rằng sư đã quên đi cái duyên khởi, nhưng điều mà sư cũng đã lồng ghép cái duyên khởi. Tức là sư vừa giải thích mà vừa nói về duyên khởi và nói về cái lý pháp. Thì đây cũng là một cái. Chúng tôi nghĩ rằng là nó trăm hoa đua nở, mỗi có một cách giảng giải cũng là tỏ rất tốt cho toàn thể đại chúng. Chứ chúng ta không có rập khuôn được. Thí dụ bên cách người này có cái thích cái hướng này, người kia thích cái hướng nọ. Cái đó là cái món ăn của người ta. Mà thí dụ hôm nay chúng tôi đãi cái món ăn cho quý vị là cách đó, ngày mai vị khác đãi cho món ăn quý vị bằng cách thuyết giảng cái cách khác hơn, làm sao nó không có trật cái lý pháp. Đây là cái lý thứ nhất. Và chúng tôi thành thật mà nói rằng chúng tôi cũng rất là tán thán. Hôm nay chúng tôi thật sự, khi chúng tôi nghe từ đầu đến đuôi, thì chúng tôi thật sự khen Đại Đức Từ Nhẫn. Và Đại Đức Từ Nhẫn hãy nhớ một điều, chúng ta đã cứ nói cái thời gian thì chúng ta nói trước cái thời gian nó hay hơn. Thế tôi như vậy chứ để Đức để bị nhắc về cái thời gian thì mình rất là dở. Để dở là cái gì? Điều thứ nhất, nếu chúng ta cho là Phật pháp nó cao thâm cao quý, chúng ta hãy để thiếu những người để cho cái thiếu, chứ còn không cần thiết phải. Và quý Phật tử cũng nên có một điều, chúng tôi cũng ý kiến điều này. Vị ẩn sư nói như vậy là nhiều khi có những sự chia sẻ nó cũng lâu giờ, thỉnh thoảng thì được, nhưng rồi thỉnh thoảng thì không nói, nhưng đã quá thì để Đức Tây Nhẫn nghe lời tôi, để Đức cứ đúng giờ hoặc trước giờ. Và cái điều đó Phật pháp này là cái duyên. Cho nên khi chúng tôi nghĩ rằng ở trong râm cũng sẽ có những người sẽ hiểu được, những người sẽ biết được, những người có thể hữu duyên với Đại Đức thì Đại Đức sẽ có thể nói nghe được. Còn nếu như mà cũng như là không hữu duyên được thì Phật nói thì cũng không nghe, chứ đừng nói chi là mình. Cho nên chúng ta cũng khéo một chút xíu, thì đây chính là một cái khéo giảng, khéo cái thời gian và thích hợp, thích nghi. Nhiều khi cái điều mình cái món nó rất là ngon, cái món rất là tốt, rất là hay, cái điều nhiều khi coi chừng đó không phải là một cái điều. Dạ, đúng, xa thủ lành thầy, để Đức cứ nghe tôi đi thì để Đức sẽ tốt đẹp. Con cách giảng giải như thế nào đó, làm sao để Đức nhớ thích nghĩa, có thích nghĩa, có từ vựng, có và có cái duyên khởi, tùy theo để Đức muốn lung khởi hay trực khởi hay là cách nào đó là do chính để Đức. Thì xin báo trình cho Phật tử, nhất là các vị ở trong chi chúng, ở trong Lung Pháp Cú. Bởi vì quả thật thì Đại Đức cũng thông cảm là Phật tử sau khi chúng Đức Vương Pháp Cú xong là mình phải qua trong nhiều pháp liền. Thì là như vậy, cho nên có những vị chi chúng, nếu như chúng ta kẹt thì chúng ta đi sớm, thì nhờ những người sau chúng ta, người ta gác giờ lại để người ta đóng hình. Thì đây chính là báo trình cho quý vị ở trong ban điều hành, ở trong quý vị có trách nhiệm quan hỷ cái điều này. Thì rất cảm ơn cái Đức Từ Nhẫn và cũng như toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng tôi có vài lời như vậy để cho cái việc sinh hoạt của chúng ta hết sức là tốt đẹp, và như là một điều xin lặp lại, đó chính là trăm hoa đua nở, nhiều món ăn gửi đến trong cuộc đời này. Và cũng nhớ, tức là đây chính là để từ những Phật pháp là đúng lời, đúng thời, đúng lúc, và nó vô vàng quý giá, chứ không có thể mà để mà một sự trễ hay hoặc là sớm hơn, cái đó tùy theo. Nhưng để cứ như nghe lời tôi nói đi. Và cảm ơn Đại Đức cùng đại chúng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, yeah, sa thu lành thầy, chúng con xin được tri ân từng toàn thể quyền đất tử vi anh đi chỉ bảo cho đúng trong con được thêm tốt đẹp hơn, như con thành kính tri ân từng toàn thể quyền. Và thân an xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng.
Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng, cùng trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tướng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh ngay biết hoàn toàn lẫn thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các đẳng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, chư đại toàn thể đạo tràng, sau phần nội hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp của kinh ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại room pháp của kinh để chứng hạt như thường. Họ mong sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.